Dạ. Đây cháu đang rửa xe chứ. Không, xe đâu, chú Vân Hiện đây mà. Biển số Vân Hiện đây mà. Cháu không đổ gì cả. Cháu quay video đây là quyền của cháu chứ. Máy không đưa xe về đấy. Không, cháu đây là quyền của cháu chứ, chú có quyền giám sát chứ. Đây xe cháu đang sửa đây mà. Quê đâu? Đây cháu biển 26 Sơn La mà. Ừ, cái này là quyền tự do của cháu chứ. Tôi quyền của em mà. Cháu có. Tôi tìm giấy tờ xe này cháu có. Không có tôi đưa về phường đấy. Cháu làm gì đâu, cháu sửa xe trên vỉa hè. Xe có đầy đủ nguồn gốc không? Có chứ, để giấy tờ xe cháu đấy. Nhưng mà các chú làm gì mà đẩy các chú làm gì sau rồi các chú lại ra đây các chú kiểm tra cháu. Đây là cái thôi rồi, không ai cấm mình sửa xe đấy. Vâng, vâng, vâng. Đây cháu có giấy tờ nhé. Bằng lái đâu? Bằng lái cháu có tích hợp trên VNID. Vâng, chú cứ đợi. Nhưng mà cháu ở đây thì các chú sao lại các chú lại phải kiểm tra cháu? Cháu có điều khiển đâu? Đỗ xe ở đây. Vâng, cháu biết nhưng mà cháu cũng không điều khiển. Vâng, vâng, vâng. Giấy tờ đủ anh cho đi, không vấn đề gì cả nhá. Vâng, nhưng mà VNID đâu? Cho đi ra. Dạ. Đâu viên ID đâu? Chưa tham gia giao thông. Nhưng mà cháu không chưa tham gia giao thông, cháu đỗ ở đây nhưng mà không. Cái cách ở kia sao lại được đỗ hả chú? Cái xe này từ đâu nó rơi đây? Nhưng mà bên kia sao vẫn được đỗ ạ? Xe từ đâu rơi đây? Xe của cháu. Ừ. Thì cháu dắt ra đây. Dắt ra đây gì? Vâng. Dắt đi đi. Vâng, bây giờ cháu dắt đi. Dắt đi đi. Vâng, giờ cháu dắt đi chứ. Cháu lấy dọn đồ cháu dắt đi chứ. Cháu làm gì người chú lại dã cháu? Cái quay. Cái đấy là quyền của cháu chứ. Ôi, thích quyền không? Dắt đi chưa? Vâng, giờ cháu đang dọn đồ dắt đây. Đây không phải chú rồi, chúng mình nuôi nhau đây, chúng mình sửa xe. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ giúp kinh nghiệm ạ. Thôi dắt xe ông đi. Xe này để đấy. Cháu chưa tham gia không? Đây là cháu rút dắt ra đây mà. Sao chú? Đây cháu chú có đồ mô không? Xe này ở đâu rơi đây? Đâu cháu sửa xe cho bạn này thôi. Cháu có thích sửa xe không? Nhưng mà cháu ấy là mà thích cãi không? Các bạn qua phường đây bây giờ đốt hai xe này vào giờ mà thích không? Thôi thôi chú. Không, chú làm gì đấy? Chú làm gì đấy? Thôi chú để cháu dắt xe đi. Chú để cháu dắt xe đi. Nhưng mà chú để cháu dắt xe đi. Dắt đi. Chú thế để chú thế chú phải bảo chú này để im cho cháu dắt xe đi chứ. Đi. Vâng, để cháu dắt xe đi. Có đi quay không?